thanh niên mà đã có một cái vòng chuỗi lòng thương xót đeo ở tay rồi, rồi Chúa chúc lành cho con. Mời anh cao cao đây trước này để cho con chào cha và cộng đoàn. Con tên là Phạm Văn Tuân, đến từ hạt Cà Mau. Con năm nay 45 tuổi. Dạ thưa cha, con được ơn đức tin và ơn cầu nguyện, nhưng mà nói về đến ơn này thì xin cha cho con mấy phút để con kể. Con sinh ra và lớn lên ở một gia đình Công giáo, nhưng nói thật là đức tin của con mà để đến với Chúa thật lòng thì không có. Con chỉ vì mẹ con la rầy con mới đến nhà thờ thôi, thường không la rầy là con nằm mất. Tôi có hơn gì anh đâu. Hồi xưa tôi còn bé, mẹ tôi không la tôi xuống mấy, tôi đi lễ. Hồi khi tôi đi lễ đến nơi rồi tôi ngó cái ông cha mặc áo nào, xong tôi chạy đi chơi về nhà hỏi có lễ không. Dạ có, cha áo nào? Áo xanh. Rồi đến khi mà con lớn lên đó thì đức tin cũng vậy thôi, mà con lại còn cứng lòng nữa. Mà đến khi con nói đến về cái đức cứng lòng đó thì có một lần con bị chạy xe, bị té xe đau lắm, nhưng mà về vợ con mới hỏi anh về anh té xe có sao không, cái bảo không, mình chỉ có đau cái mông thôi. Vợ con bảo với anh tạ ơn Chúa để bảo đau ý, mẹ tạ ơn đi. Hallelujah, hallelujah. Rồi tới Chúa cho con 2-3 cái biến cố vậy, nhưng con vẫn không nhận ra được về ơn của Chúa. Nhưng đến một lần vợ con nó về lên trên nhà và chị dâu cho cái đài của cha, thì về thì vợ con mới khoe với con là anh ơi, có chị cho cái đài cho năm hay lắm, cha giảng hay lắm. Con mới nghĩ con nói với cha nào mà giảng không thế, mà đi nhà thờ nghe giảng ra mà không chán là sao mà còn hay mới không hay. Thì con lúc đầu tiên là con không nghe, cái tối đầu tiên con cũng không nghe. Con đi vào giường thì con bắt vợ con nó tắt đi cho con ngủ, vợ con nó không tắt. Tối thứ hai vậy, nhưng mà đến cái tối thứ ba thì vợ con nó đi ngủ trước, con phải coi khách đánh đi ra, xong rồi con mới vào giường con ngủ sau. Thì vào thì vợ con nó bắt nhỏ nhỏ, nhưng mà con này không buồn ngủ thì con cứ nằm con nghe thử xem là như thế nào. Thì nghe đến cái ông ấy, ông ấy nằm chứng là ông ấy, mất ngủ 3-4 tháng, nhưng mà ông cứ nghe đài của cha biết mà ông ấy ngủ được. Cái con bảo vậy, mình con người Công giáo mà mình không biết mở mồm ra mà cầu nguyện với Chúa, mà người ta ngoài đạo ta nghe đài không mà ta hết bệnh mà mình không biết cầu nguyện là sao. Vậy con mới quyết định là con đi lên giáo điểm tin mừng. Thì vợ con nó bảo chứ anh cầu nguyện ở đâu không có được, không được đâu, không có Chúa mà anh phải đi, nhất định phải lên đây. Cái con mới bảo là bây giờ cái tiền mà bà mua bảo hiểm cho tôi ấy, thì bà đừng mua, đưa tiền đấy tôi lên chỗ cha nào. Vậy là ngày mùng 8 tháng 4 là ngày đại lễ lòng Chúa thương xót, con lên đây xem lễ. Ngày hôm nay con đi học được hai thánh lễ, hai thánh lễ rưỡi. Sao lại hai rưỡi, là sao cái rưỡi là đâu ra? Thưa cha, là lúc con lên tới đây thì lúc bây giờ 11 giờ là cha đã cử hành một thánh lễ được hơn một nửa rồi. Thì cái thánh lễ này con tham gia chỉ được một tí thôi, nhưng mà con chen là không được, con đến tới ngõ kia là con quay ra. Rồi con lên chỗ nhà trọ, rồi thánh lễ thứ hai là con chen vào tới chỗ nhà chị, là con ngồi trong đấy xem lễ thứ hai, và cho đến lễ ba con mới về. Rồi đến lúc mà con về nhà thì tối hôm sau con mới về tới nhà. Về nhà thì con được Chúa cho con được cái ơn là bỏ luôn được cái rượu, là con không có uống nhớ gì đến rượu mà không có thèm nữa. Nhiều uống rượu bao nhiêu năm? Thưa cha, chắc có 4 năm ạ. Rồi con không có thèm đến rượu nữa, là con tự đấy là con bỏ được cái rượu là cái ơn đầu tiên. Rồi đến rất nhanh thôi, chỉ trong vòng khoảng nửa tháng mà cái bệnh đường ruột của con mới bệnh bao tử, con cũng mất luôn ạ. Rồi con bị mất ngủ. Thì từ cái ngày mà con bỏ 2 năm, con mất 2 năm bỏ Chúa, là vì cha sở bắt sáng là bắt đi lễ, bắt nhạc con không nghe, con không ngủ được. Thì có thế con buồn với cha là con không đi lễ.
mà nói đến đây thì con xin lỗi cha sở của con ở dưới đấy. Rồi đến lúc là Chúa mới phạt con là không, từ từ ngà nó mất ngủ đi. Nhưng mà đến khi mà con nghe được cái đài của cha tới giờ là cứ 9 giờ con vào là nằm đến chung nhất khi con không hài nữa. Vợ con phải gọi con dậy con mới đi lễ. Là con mất ngủ khoảng cỡ 3 năm là con mất ngủ như vậy. Rồi đến bây giờ thì nếu tất cả mấy ơn, những ơn mà con được là đến bây giờ là được 7 ơn. Là con xin cảm ơn cha, cảm ơn cộng đoàn và đã cầu nguyện cho con. Thưa chị em, có rất nhiều bạn trẻ ngày hôm nay cũng trong tâm trạng của những bạn này, của những bạn đây, là chúng ta sợ mất thời giờ, sợ mất sức khỏe, sợ mất công sức vì lòng thương xót Chúa. Nghe làm cái gì mất thời giờ, đúng không? Nghe đi làm cái gì đâu chẳng có Chúa, cũng sợ mất sức khỏe, mất thời giờ, mất tiền bạc. Còn bây giờ anh dám liều thay vì cái tiền bảo hiểm đó mà đưa tiền cho tôi đến với giao điểm tìm mình. Thay vì là không nghe thì bây giờ nghe. Thay vì không cầu nguyện thì bây giờ cầu nguyện. Và thay vì bây giờ ngày xưa không tin suốt 2 năm dẫn cha sở, vì cha sở mở nhạc sớm quá ông ấy không ngủ được, cho nên Chúa mới phạt cho ông mày không ngủ được, ta cho mày 3 năm không ngủ luôn. Chúng ta thấy không? Ông ấy chơi hay, ông ấy dẫn cha sở 2 năm không đi lễ, Chúa cho ông ấy 3 năm mất ngủ vì cái tội là cha sở mở nhạc sớm quá, ông ấy phải dậy sớm ông không ngủ được. Cho ta thấy trong từng chi tiết một mình nhìn lại đều thấy có bàn tay của Chúa trong đó. Cho nên những cái suy nghĩ, cái tính toán đó là của con người chứ không phải của Thiên Chúa. Mà những cái suy nghĩ đó Chúa bảo với Phêrô là hỡi Satan hãy xéo đi, đập mạnh xuống, hỡi Satan hãy. Những cái tính toán của loài người sợ mất thời giờ, không dám đến với Chúa là tính toán của Satan hãy. Những cái tính toán của loài người là nghe giảng mất thì giờ, nghe làm cái gì ở đâu chẳng thấy là tính toán của Satan hãy. Những cái tính toán của con người sợ đến lòng thương xót Chúa, đọc kinh lâu giờ, sợ đến lòng thương xót Chúa người ta cười cho, sợ đến lòng thương xót Chúa là mình phải phục vụ, những tính toán là của con người, hỡi Satan hãy. Chúng ta, các bạn cứ mạnh dạn đuổi những thằng Satan đó xéo khỏi tất cả cuộc đời của các bạn. Tôi tặng có rồi phải không? Có chưa? Có máy tôi tặng cho anh bạn, cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót, tặng cho anh bạn tấm ảnh lòng Chúa thương xót và cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Và đây là gửi cho chị ấy, cho người vợ yêu quý của anh, cái chuỗi lòng thương xót Chúa. Con cảm ơn cha và cộng đoàn, và còn một ơn nữa mà con quên con không nói. Đó là gia đình con từ khoảng 3-4 tháng nay là tối nào vợ chồng con cũng cầu nguyện với nhau, và nhất là 3 giờ chiều, chiều nào con cũng đọc kinh. Rồi, mời anh Áo Đen.